dạ yeah. hiếu phan block xin mến chào tất cả vị khán giả chào mừng quý vị đến với bản tin trên kênh của hiếu nội dung thông tin hôm nay thì hiếu lại nói về câu chuyện của thiền am Minh bờ vũ trụ nói về vụ việc của diễm my nói về một cái sự bất công trong vụ án của thiền am cũng như là vụ án của bà nguyễn phương hằng có một cái sự so sánh mà thiền am cũng là cái người bị hại nhưng mà không có liệt kê vào danh sách Ờ, trong cái vụ án của bà Nguyễn Vương Hằng thì như vị khán giả cũng biết là bên phía Thiền Am không có làm đơn để mà tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng cho nên là Thiền Am không có tên thưa quý vị trước khi vào nội dung thông tin chi tiết Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình trên kênh của Hiếu lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc và không biết là quý vị khán giả có xem cái kênh Nhật ký luật sư ở trên tab cộng đồng thì luật sư có để một cái văn bản mẫu yêu cầu là giải cứu Diễm My. À, từ bấy lâu nay thì chúng ta biết Diễm My là cái mấu chốt là nhân vật chính trong câu chuyện của Thiền Am Minh bầu vũ trụ. Đầu đuôi sự việc thì Diễm My biết rất là rành rõ á, ai đúng ai sai như thế nào trong cái câu chuyện của Thiền Am. Mà với cái sự mất tích của Diễm My thì làm cho dư luận rất là quan tâm và cũng rất là bức xúc thì từ bấy lâu nay thì chúng ta cũng đã lên tiếng cầu cứu các cấp cơ quan ban ngành cao nhất của đất nước như là bộ công an thủ tướng chính phủ chủ tịch nước rồi bí thư tổng bí thư v v nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại đây thì diễm my vẫn là một cái dấu hỏi lớn mất tích một cách bí ẩn và cũng chưa có tông tích vì về diễm my hết thưa quý vị khán giả cho nên À, kênh nhật ký luật sư mới có một cái văn bản này để thông báo về cái việc là phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm đó thì bây giờ à, cầu cứu không được thì chúng ta phải à, thông báo hay là tố giác cái hành vi của Diễm My để cho bên phía cơ quan chức năng đặc biệt là bên phía bộ Công an họ nhìn nhận và có cái hướng xem xét xử lý như thế nào đó rồi truy tìm chi nã cho mà được diễm my để mà làm rõ mọi cái vấn đề có liên quan đến thiền a minh bờ vũ trụ ai đúng ai sai trắng đen thì cũng phải rõ ràng nếu mà diễm my nói sai thì cũng phải xử lý diễm my đúng theo quy định của pháp luật còn diễm my nói đúng thì những cán bộ hay là đài truyền hình Long An, ông thích nhật từ, rồi ông võ văn thắng, bà mai, cha mẹ của Diễm My, vân vân và những người có liên quan khác thì cũng phải chịu trừng trị trước pháp luật để mà găng đe cho những thành phần tổ chức cá nhân về sau thưa quý khán giả. Nhưng mà à, cái sự việc của Diễm My cho đến thời điểm hiện tại đây thì vẫn bật vô âm tính và không có một cái dấu hiệu gì hết thưa vị khán giả Đây Hiếu cũng để cái văn bản thông báo này lên trên màn hình để cho vị khán giả có thể nhìn thấy về nội dung thì quý vị có thể là viết theo cái mẫu văn bản này cũng được thưa quý vị vì chỉ cần là điền tên tuổi của mình vào rồi ghi địa chỉ liên lạc số điện thoại và sau đó thì chúng ta copy toàn bộ cái nội dung này nếu mà quý vị thấy còn thiếu cái gì đó thì quý vị khán giả có thể là thêm vào và cuối cùng thì chúng ta ký tên, chúng ta gửi đến bộ công an hay là bên phía cơ quan an ninh điều tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao gì đó, hay là cục phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho bộ công an A05 vân vân. Đó thì chúng ta chỉ làm theo cái mẫu này thôi, rồi chúng ta ký tên, chúng ta gửi đến các cấp cơ quan ban ngành cao nhất của đất nước để mà Thứ nhất là truy tìm cho bằng được Diễm My làm rõ mọi vấn đề có liên quan đến câu chuyện của Thiền A à Minh Bộ Trụ. Thứ hai nữa là giải cứu cho bằng được Diễm My để xem là em ấy còn sống hay là đã chết. Đó, sống thì phải thấy người, chết thì cũng phải thấy xác thưa vị khán giả. Thì như vị khán giả cũng đã biết là trước đây để phục vụ cho công tác điều tra thì bên phía cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An cũng đã có cái quyết định là truy tìm À, Diễm My theo số là 1 trên quy đi à, tê tê vào ngày 20 tháng 4 năm 2022 Thưa quý vị khán giả thì chỉ có một lần đó thôi Cho đến thời điểm hiện tại thì không còn thấy bên phía cơ quan công an tỉnh Long An Hay là bên phía an ninh điều tra công an tỉnh Long An nhắc đến Diễm My nữa Thưa quý vị khán giả thì à, bên phía công an tỉnh Long An Thời điểm đó, đó cũng đề nghị là ai phát hiện võ thị Diễm My ở đâu thì thông tin báo ngay cho bên phía cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An để mà phối hợp giải quyết trong cái trường hợp của Diễm My thưa quý vị khán giả qua cái thông tin về cái mẫu văn bản yêu cầu giải cứu Diễm My thì Hiếu cũng rất mong là quý vị khán giả chung tay lại để mà làm cái văn uh, bản thông báo này gửi đến cho bộ công an nói riêng và các cơ quan ban ngành cao nhất của đất nước nói chung để mà giải cứu và tìm cho bằng được Diễm My thưa vị khán giả. Thì với cái bài đăng của kênh Nhật ký luật sư với cái mẫu như thế này á thì được rất nhiều quý vị khán giả cũng đồng tình. Có vị khán giả thì nói là à, hy vọng mọi người dân chung tay giúp đỡ để tìm em Diễm My. Còn bài bình luận khác thì nói. Mình biết đã rất nhiều lần luật sư mong vụ việc được bỏ qua tất cả, mọi người sống bình thường để những người ở thiền am không bị vào tù bằng những tội lỗi gán ghép vô lý, nhưng CANLA vẫn cố hãm hại bỏ tù những người trong thiền am để đến nay không thể quay đầu lại được thì cũng có rất nhiều bình luận cũng rất là đồng tình với cái mẫu văn bản yêu cầu giải cứu diễm my này thì theo việc khán giả nhận định như thế nào quý vị cũng để lại một cái bình luận góp ý nhận xét à, và à, cho ý kiến nhé xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ à. đó là thông tin có liên quan đến mẫu văn bản yêu cầu giải cứu diễm my mà kênh nhật ký luật sư đã đăng ở trên tab cộng đồng mà hiểu vừa chia sẻ để cho tất cả vị khán giả À, được biết, và Hiếu cũng để uh, nguyên văn nội dung văn bản này ở trên màn hình để cho vị khán giả tiện theo dõi. Hay là quý vị khán giả có thể vào kênh Nhật ký luật sư, bấm vào cái uh, chữ cộng đồng, thì vị khán giả có thể nhìn thấy được cái văn bản này và chúng ta có thể là làm theo và copy uh, nguyên văn của cái nội dung thưa quý vị khán giả. đó à, Tiếp theo thông tin sau đây thì Hiếu xin cập nhật vụ án bà Nguyễn Phương Hằng thì cũng có liên quan đến câu chuyện của thiền am minh bầu vũ trụ thì quý vị khán giả cũng đã từng nghe bà nguyễn phương hằng lên livestream chửi bất chấp cụ lê tùng vân một người lớn tuổi mà bà dùng những ngôn từ rất là khó nghe vô văn hóa để mà sử dụng chửi cụ đúng không ạ à? không những là chửi thầy ông nội mà còn là chửi các thành viên của thiền am minh bầu vũ trụ nữa thưa quý vị khán giả thì ở đây quý vị khán giả yêu thương thiền am cũng rất là bức xúc và đặt ra cái câu hỏi là tại sao báo chí không nêu tên Thiền Am bên bộ vũ trụ liệt kê vào danh sách những nạn nhân mà đã từng bị bà Nguyễn Phương Hằng chửi bới trên sóng live stream thì ở đây Hiếu cũng đã từng cập nhật và chia sẻ với vị khán giả là bên phía Thiền Am không có làm đơn thư kiện bà Nguyễn Phương Hằng cho nên là bên phía báo chí họ không có uh, liệt kê Thiền Am vào danh sách của những người bị hại thưa vị khán giả mới đây nhất thì trong cái vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng á thì bên phía tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng cho chúng ta biết là ngày 21 tháng 9 tới đây sẽ đưa bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng với bốn đồng phạm ra xử sơ thẩm về cái tội là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331. Thì bên phía hội đồng xét xử họ cũng nói là triệu tập 12 cá nhân. Đó, thì những cá nhân mà đã từng bị bà Nguyễn Phương Hằng nêu tên trong những lần live stream thì đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thưa vị nhưng đặc biệt trong cái vụ này nhiều người cũng thắc mắc khi nào là cá nhân tổ chức bị xâm hại xác định tư cách tố tụng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khi nào được xác định là bị hại. thì trong cái vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, quý vị khán giả cũng biết rồi, nó rất là rắc rối từ bị can trở thành bị hại rồi bị hại trở thành bị can vân vân. cho nên là bên phía à, cơ quan chức năng họ sẽ tiếp tục là xác định lại tư cách tố tụng của những người có liên quan trong cái vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng. thưa vị khán giả, thì à, có rất nhiều vị khán giả cũng để lại bình luận như thế này. Có vị khán giả thì nói đưa tin xét xử Phương Hằng để dò xét ý kiến của cộng đồng mạng rồi tìm cách lách luật che thân, che chắn cho bà Hằng chứ không thì sẽ bị cộng đồng mạng lên tiếng nói công tâm công bằng thì thật mất mặt. Theo tôi xét xử các thầy ở Thiền Am như vậy thì bà Hằng phải gấp 10 lần so với án của các thầy cũng chưa được công bằng. Đó thì trở lại với cái sự việc á, thì quý vị khán giả cũng biết rồi, Thiền Am họ là một cái nơi tu tại gia, sống rất là hiền lành đúng không quý vị? Chưa bao giờ mà lên trên mạng xã hội nói xấu bất cứ một thành phần tổ chức cá nhân nào hết hay là chửi bới đối với ai hết. Còn trường hợp của bà Nguyễn Phương Hàng thì bà lên chửi bất chấp luôn. Thì so ra cái tội danh của bà Nguyễn Phương Hằng thì gấp là cả trăm lần so với tiền a bên bầu vũ trụ đúng không quý vị chứ không phải là 10 lần đâu nhưng mà chúng ta còn chờ đợi phiên tòa là xét xử bà ấy với cái mức án như thế nào thì lúc đó chúng ta lại tiếp tục bình luận nhé còn cái bài bình luận khác thì nói như thế này vì bà hằng bà nghĩ bà có nhiều tiền bà có quyền muốn chửi ai cũng được tôi nhớ mãi có lần nhóm của bà lên chửi cụ lê tùng vân mình mới lên tiếng nói mấy ông bà chửi gì ông già 93 tuổi đang đáng là cha mẹ mà chửi nhiều vậy. Chỉ như vậy mà nhóm của bà chửi tôi, còn nói tìm tới đánh tôi thì đây là một vị khán giả yêu thương thiền am bên bộ trụ ủng hộ cho thiền am thì khi mà vị khán giả này nghe nhóm của bà nguyễn phương hằng nghe theo lời bà hằng á lên chửi thầy ông nội cụ lê tùng vân bất chấp với những ngôn từ rất là khó nghe thì vị khán giả này cũng có lời khuyên can là mấy ông bà chửi gì mà chửi dữ vậy một ông già 93 tuổi rồi đáng cha đáng mẹ của mình mà chửi như vậy là có đúng không thì cái nhóm của bà Nguyễn Phương Hằng mới chửi lại vị khán giả này và có những lời lẽ hâm dọ và thậm chí là và còn tìm đánh vị khán giả này nữa thì thật sự làm cho vị khán giả này cũng rất là lo sợ và bức xúc nữa thưa quý vị đó là những bài bình luận nói về cái vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng cũng như là những cái nhóm mà đi theo ủng hộ cho bà ấy đó thưa vị họ xem thường pháp luật rồi cầm đèn chạy trước ô tô gán ghép cho người này gán ghép cho người kia khi mà chống bà Nguyễn Phương Hằng á thì đều có tội hết còn họ thì cũng binh vực bà Nguyễn Phương Hằng rất là bất chấp ở đây và họ cũng rất là hổ báo khi mà những ai dám chống lại bà Nguyễn Phương Hằng họ có thể là chửi bới nè rồi có thể là tìm đến nhà để mà hâm dọ rồi đánh đập vân vân các kiểu hết đó thì theo vị khán giả nhận định như thế nào quý vị khán giả cũng để lại một cái bài bình luận nhận xét góp ý à, và có ý kiến quý vị có thể đặt câu hỏi thì hiếu sẽ tìm hiểu để mà trả lời cho tất cả vị khán giả được biết À, video đến đây cũng khá dài rồi, chứ Hiếu xin được tạm dừng ở đây. Nếu mà có thông tin gì mới liên quan đến Thiện Am, liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng á, thì Hiếu sẽ tiếp tục cập nhật gửi đến cho tất cả vị khán giả được biết vào trong những video tiếp theo. Một lần nữa cuối video, Hiếu mến chúc tất cả vị khán giả thân thương trong và ngoài nước trên kênh của Hiếu lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc à. À, góc mong là vì khi xem để lại một like một đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của hiếu phát triển nhé còn bây giờ hiếu xin kính chào tạm biệt xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo ạ à.